Thưa quý vị, thưa các bạn, mô hình hợp tác thương mại phi vốn chủ sở hữu đem lại nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp. Đối với ngành cơ khí Việt Nam, thương mại phi vốn chủ sở hữu sẽ giúp khai thác thị trường mới theo hợp đồng với các công ty đa quốc gia dễ dàng hơn. Mô hình này cũng cung cấp nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển hình thức kinh doanh bằng cách ký kết hợp đồng phụ, sản xuất công đoạn đơn giản, ngay cả khi họ chỉ có đội ngũ công nhân có tay nghề không cao. Mô hình hợp tác thương mại phi vốn chủ sở hữu NEM đang dần trở nên quen thuộc tại Việt Nam trong những năm gần đây. Có thể thấy rõ nhất trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Thay vì đầu tư xây dựng và quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước chỉ cần tìm kiếm khách sạn có sẵn tại Việt Nam thuê lại và kinh doanh. Tương tự trong lĩnh vực logistics, dựa trên hạ tầng đã được đầu tư đường xá, cảng biển, tàu biển, container, các doanh nghiệp sẽ tìm kiếm khách hàng, kết nối và kinh doanh các dịch vụ vận tải. Một trong những đặc điểm nổi bật của NEM là các công ty đa quốc gia không trực tiếp sở hữu các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nội địa, chỉ kiểm soát gián tiếp các hoạt động. Việc này mở ra cơ hội cho Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp cơ khí tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là một cái ngành nghề mà một cái phương thức mà rất là có tiềm năng cũng như là trở nên là một cái xu thế tất yếu, không chỉ là ở Việt Nam mà trên thế giới. Chính vì vậy cho nên là đây là một cái hoạt động mà các doanh nghiệp của Việt Nam hay là các nhà đầu tư của Việt Nam hay là các nhà kinh doanh của Việt Nam sẽ tiếp thu, tiếp cận và phát triển nhanh cái phương thức này. Bởi vì chúng ta đã biết rằng là ở Việt Nam thì chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cái tiềm lực vốn liếng thì rất là hạn chế. Cho nên là chắc chắn là các doanh nghiệp Việt Nam sẽ quan tâm và cũng như là tiếp cận hay là sử dụng hay là ứng dụng cái phương thức này để mà phát triển sản xuất kinh doanh đầu tư của mình. Sau hơn 30 năm đổi mới, ngành cơ khí Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất cơ khí chế tạo đã có sự phát triển mang tính đột phá. Năng lực sản xuất cơ khí được tăng cường với một số doanh nghiệp tiên phong như Tập đoàn Viettel, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, Thành Công, VinFast, Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, v.v. đã thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Nhiều loại sản phẩm do doanh nghiệp trong nước sản xuất đã đáp ứng được sự phát triển nhanh của ngành nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp dệt may, da giày, cũng như phục vụ nhu cầu an ninh quốc phòng. Theo Hiệp hội Cơ khí Việt Nam, với gần 100 triệu dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Việt Nam luôn ở mức 6-6,5% một năm. Quy mô của nền kinh tế hiện nay đã đạt được trên 250 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, thị trường ngành cơ khí chế tạo của Việt Nam giai đoạn 2019-2030 được dự báo ở mức khoảng 310 tỷ đô la Mỹ. Để Việt Nam có thể trở thành nước phát triển vào năm 2045, sứ mệnh lịch sử của ngành cơ khí chế tạo rất quan trọng. Do đó, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều doanh nghiệp cơ khí Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, xây dựng và phát triển doanh nghiệp trên nền tảng của mô hình thương mại phi vốn chủ sở hữu, đủ sức làm hạ tầng kỹ thuật cho các tập đoàn đa quốc gia và tham gia thị trường toàn cầu. Cơ khí Việt Nam đã có những cái bước tiến và có những cái vị trí đứng nhất định trong thị trường nội địa Việt Nam. Cho nên trong những năm tới, một số cái sản phẩm của ngành này mà nước ngoài hiện nay vẫn đến để đặt hàng làm các công trình người ta đầu tư tại Việt Nam hoặc đặt hàng để chế tạo mang đi lắp ở các công trình khác của họ trên thế giới thì tôi cho vẫn phải khuyến khích. Cái thứ hai là Việt Nam phải tham gia vào những cái chuỗi để sản xuất các cái linh kiện phụ tùng mà thế giới người ta đang phát triển thì chúng ta cũng có thể tham gia được. Chỉ cần làm được 5-7 chi tiết tại doanh nghiệp cơ khí Việt Nam nhưng đồng thời người ta tham gia về thị trường toàn cầu. Cho nên tôi nghĩ rằng là sắp tới chính sách nhà nước phải cụ thể hơn, doanh nghiệp người Việt Nam đầu tư phải quyết liệt hơn nhưng đồng thời phải cụ thể hơn thì Việt Nam mới thành công. Thế thì cái mô hình này trên thực tế nó phát triển từ rất lâu ở Việt Nam rồi chứ không phải là bây giờ mới có. Và có thể nhìn thấy rất rõ trong ngành xe máy, ví dụ như là các doanh nghiệp làm cho Honda Việt Nam hay Yamaha Việt Nam, tức là các doanh nghiệp Nhật hay là doanh nghiệp Đài Loan. Và gần đây là công nghiệp điện tử thì rất là rõ trong cho Canon, Panasonic hay là Samsung. Thì cái mạng lưới sản xuất nó đã hình thành và nó không phải chỉ đơn giản là làm trực tiếp cho các ông đấy mà nó hình thành theo các lớp, tức là sẽ có tier 1, tier 2, tier 3 và doanh nghiệp của mình thì họ có thể làm từ lớp dưới trở lên. Thì những ông tier 1 thì những ông mạnh hơn. Và cái mô hình này thì thực tế là
nó rất là hiệu quả đối với lại doanh nghiệp. Tuy nhiên đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải rất là giỏi, phải rất là cố gắng thì mới có thể theo được cái mô hình này. Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam quy mô sản xuất nhỏ, trình độ công nghệ trung bình, mức độ liên kết và hợp tác kém nên không phát huy được sức mạnh của phân công và hợp tác sản xuất, nên hiệu quả sử dụng dây chuyền sản xuất thấp. Bên cạnh đó, do thiếu các chính sách hỗ trợ và bảo vệ thị trường trong nước nên thị phần của ngành cơ khí bị thu hẹp, không cạnh tranh được với các sản phẩm nhập khẩu, kể cả các sản phẩm trước đây từng là thế mạnh của ngành cơ khí Việt Nam như máy công cụ, máy động lực nhỏ, xe đạp, quạt điện, máy bơm nước. Do vậy, để phát triển các doanh nghiệp cơ khí cần tận dụng tốt những mô hình hợp tác của các nước phát triển thành công như mô hình hợp tác thương mại phi vốn chủ sở hữu. Áp dụng mô hình này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam không chỉ nhận được các cơ hội là những kinh nghiệm về tính liên tục trong kinh doanh, xây dựng năng lực nội tại, sáng kiến và tính gắn kết nội địa. Qua đó, doanh nghiệp Việt Nam có thể xây dựng chiến lược phát triển thông qua các bí quyết và kỹ thuật công nghệ, tận dụng thương hiệu của các tập đoàn đa quốc gia để củng cố năng lực đối phó với những thách thức, tiếp tục đầu tư và ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí ô tô, đóng tàu, chế tạo thiết bị phục vụ nông lâm ngư nghiệp, luyện kim, sắt thép để cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho ngành cơ khí. Theo tôi, trong thời gian này, Việt Nam nên tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không nên đầu tư giàn trải, có thể tập trung ưu tiên vào lĩnh vực chế tạo nguyên liệu đầu vào như các sản phẩm đúc, rèn và chế tạo thép để chủ động về nguyên liệu và tăng tỷ lệ nội địa hóa. Còn đối với các doanh nghiệp, kiến tạo và áp dụng công nghệ là một hoạt động quan trọng để xây dựng năng lực trong các mô hình thương mại phi vốn sở hữu liên quan. Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng cho các doanh nghiệp nội địa tăng cường thêm năng lực ngoài việc nhận đơn đặt hàng từ khách hàng, vì họ chỉ nhận được bí quyết phù hợp nhất. Do đó, ngoài áp dụng mô hình này, doanh nghiệp cơ khí cũng cần phải xác định được thế mạnh của mình để phát huy hiệu quả cao nhất. Được biết, Nhật Bản là quốc gia khởi xướng và áp dụng thành công mô hình hợp tác thương mại phi vốn chủ sở hữu. Việc Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương hợp tác với Trung tâm Thương mại Đầu tư Du lịch ASEAN Nhật Bản AGC phổ biến mô hình này sẽ giúp doanh nghiệp nói chung và ngành cơ khí Việt Nam tận dụng được kinh nghiệm của các chuyên gia, rút ngắn thời gian tiếp cận và áp dụng thành công NEM tại Việt Nam.